Ngay sau khi Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cộng đồng quốc tế đã có những phản hồi rất tích cực, bày tỏ hy vọng là thỏa thuận này sẽ mở ra triển vọng chấm dứt xung đột ở khu vực. Trong tuyên bố đưa ra ngày 27 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có thể giúp chấm dứt bạo lực và thiệt hại to lớn về tài sản cũng như nỗi thống khổ của người dân ở cả hai bên. Ông hối thúc Israel và Hezbollah tôn trọng toàn diện thỏa thuận này và nhanh chóng thực hiện các cam kết hướng tới việc triển khai toàn diện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Văn phòng điều phối đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Liban cũng nhấn mạnh sẽ ủng hộ triển khai thỏa thuận theo đúng nhiệm vụ mà cơ quan này được giao phó. Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh đang theo dõi sát sao tình hình, cũng như ủng hộ mọi nỗ lực giảm căng thẳng và đạt được hòa bình ở khu vực. Các quốc gia khác gồm Iran, Australia và Nhật Bản cũng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn này. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ 4 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 9 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Thỏa thuận tạm ngừng các hành động gây hấn giữa Israel và phong trào Hezbollah trong vòng 60 ngày, với việc quân đội Israel rút khỏi miền Nam Liban, còn Hezbollah chấm dứt hiện diện vũ trang dọc biên giới phía nam sông Litani.